Chào mừng các bạn đến với chương trình Học tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Những người làm trong siêu thị phát bánh kẹo cho cháu, xét là người Mỹ bản xứ hay là dân nhập cư? Mà bản xứ, đa số bản xứ. Yes. Well, I don't know, mình sẽ nghe họ nói tiếng Anh cũng cái cách mình biết là tại họ nói tiếng Anh nghe giống người Mỹ vậy thôi. Chứ thật sự mình không biết họ qua đây mấy đời nữa. Nhiều khi các bạn thấy một cái người làm trên tóc vàng, mắt xanh, da trắng hay gì đó, họ nói tiếng Anh rất là rõ. Các bạn tưởng cái người đó người Mỹ bản xứ mà không. Ba mẹ của họ là người Nga, qua Mỹ rồi họ lớn bên Mỹ như suốt vậy đó. And họ cũng qua 7-8 tuổi hoặc là 5-6 tuổi. Thì họ nói chuyện thì nghe giống người bản xứ về. Thực sự, you know, like, về nhà họ nói họ còn những phong tục của Nga, nói tiếng Nga, ăn đồ ăn của Nga luôn. Yeah. Sư ơi, cho hỏi thì khác nhau chứ customs với lại traditions are the same. Yeah, cũng same mà, hai cái đó giống nhau. Cái gốc nó khác nhau thôi, cái gốc của từ hai giống khác nhau. Làm như hổ với cọp vậy đó. Yeah, so customs, traditions, same. Cháu xin nói tiếng Anh hay quá. Thiệt tình. Cái câu nó nghe kỳ ghê luôn. Thì nó sanh đẻ bên Mỹ mà. Hay quá. Thiệt tình. What else? Xích đọc dùm cụm từ này với wholesale electricity market. Ồ, cái đó là cụm từ đó, hả? Ồ, cụm, yeah. Wholesale electricity market. Yeah, it's called wholesale electricity market. Nó nhanh là gì đó. Hồi sang Mỹ thích dạy tiếng Anh không? Hồi sang Mỹ xích 7 tuổi, không có biết một actually xích biết khoảng 12 chữ tiếng Anh. 12 từ tiếng Anh. Đếm từ 1 tới 10 với lại yes and no. You're welcome, mà nghe họ nói you're welcome. Không phải là do welcome. Họ nói nhanh vậy thôi. Yeah. Ở Mỹ, học sinh thường tặng gì giáo viên, ngài và nhà giáo? Mỹ có ngày nhà giáo gọi là Teacher's Day mà không có ai để ý đến đó. Yeah, thật sự không có ai để ý đến. Thường á, cái món quà mà học sinh tặng cô giáo hoặc là thầy giáo là một trái táo, apple. Không biết tại sao nữa. But it's an apple. Mà trái táo màu đỏ. Okay, it's a red apple. Thường khi đó, mấy chương trình mà cho mà cô giáo thầy giáo đó, họ hay mấy cái icon của họ đó hay là trái táo lắm. Họ dùng trái táo đỏ. Sinh học tiếng Anh kiểu gì? Lớn lên qua Mỹ xong rồi phải sống với Mỹ and then tiếp xúc đi học chung có bạn bè ở Mỹ rồi thôi. Thì cái đó tự nhiên thì nó tạo ra mình biết nói tiếng Anh vậy thôi. Yeah. Sư ở bên Mỹ có những ngày gì? Ngày mới qua là những cái người mà chiến binh đi phải không? Chiến binh không? Mấy người mà đi chiến tranh về đó. Veterans Day. Mỹ nó có Memorial Day là cái ngày những cái người mà bị chết trên mặt trận á. 4th of July là ngày độc lập của nước Mỹ. Thanksgiving. Mấy cái ngày này là mấy cái ngày mà chính nha. Christmas, Halloween. Valentine không tính. Cái đó là lễ. Cũng ok, Valentine is fine. I guess people do that too. Valentine's. Easter. Labor Day. Labor Day. Yeah, cái cũng nhiều lắm. But, yeah. A lot. Sư chia sẻ cách học từ vựng hiệu quả đi. Người bản địa học từ vựng như thế nào? Để nhớ. Sư có làm một cái video đó. Minh Nguyễn USA. Mình có làm video đó. Họ dùng mấy cái thẻ đó, mấy cái cards đó, cái họ viết ra. Ở một phía mặt thì họ viết cái từ, phía sau thì họ viết cái chữ đó, từ chữ hoặc là chữ từ. Nên cái họ luyện bằng cái cách đó. Rồi những cái chữ nó có một cái gốc, có root words, thì họ học cái gốc đó, xong rồi cái họ học những cái prefix, suffix, cái họ biết mấy cái đó một cái số từ vậy thôi, cũng có phần nào. Yeah. Nói chung là vậy thôi. Người bản xứ họ học bằng cách vậy, với người bản xứ họ đọc nhiều, với lại họ viết xuống.
Quan trọng họ viết xuống. Cô giáo thầy giáo nào cũng kêu vậy đó, viết xuống. Sẽ ở bên Mỹ đàn ông sợ phụ nữ không? No, same. I mean, không phải sợ phụ nữ. Hồi xưa đàn ông kêu bằng sao ta quan trọng trong xã hội hơn phụ nữ, có sự kỳ thị trong đó. À, hồi xưa là năm 1940, 50 trước đó nữa. Rồi sau năm 60 thì có women's rights. Sự women's rights nó năm 1930 đã bắt đầu rồi. Nó đi từ từ. Ví dụ hồi xưa phụ nữ không có được tham gia chính trị, không có được bầu cử, thì năm 1930 ba mấy thì ra cái luật đó. Năm 1960 thì muốn bình đẳng hơn nữa, thì những cái luật lệ khác làm như làm lương phải bằng đàn ông. Hồi xưa đó làm lương, ví dụ hai người thư ký đi, một người đàn ông một người phụ nữ, người phụ nữ sẽ được tiền lãnh lương ít hơn người đàn ông, tuy rằng cái công việc của họ giống nhau. Thì những cái gì đó nó tiến tới cho kêu bằng bình đẳng hơn. Sự nước Mỹ càng ngày nó càng bình đẳng. Hiện tại bây giờ cũng chưa bình đẳng nữa. Hiện tại phụ nữ bây giờ làm 20 cent ít hơn người đàn ông. Ví dụ người đàn ông làm cái công việc giống nhau mà người đàn ông được 1 đô la thì người phụ nữ được 80 cent, hoặc là 100 đô thì người phụ nữ được 80 đô. Rồi chưa có bình đẳng lắm. Và hiện tại bây giờ có một cái bằng thay đổi trong xã hội là những cái ngôn ngữ, những cái lời nói thì càng ngày nó càng lỗi thời, những cái lời nói mà kỳ thị phụ nữ. Ví dụ hồi xưa họ dùng cái chữ mailman thì bây giờ họ dùng mail carrier, policeman thì thành police officer vậy đó. Những cái từ ví dụ si, tại vì cái từ hồi xưa người đàn ông á, gặp người phụ nữ ngoài đường cái họ hay xưng là honey, cưng. Hey cưng, khỏe không cưng? Right. Thì bây giờ cái chữ cưng nó nghe cái người đàn ông lên lớp người phụ nữ. Bây giờ người Mỹ để ý những mấy cái từ như vậy đó, họ gọi là it's called like sexist language, là những cái từ mà mình không có suy nghĩ đến là kỳ thị, mà thực sự nó có kỳ thị trong đó. Những cái như vậy đó. Ví dụ những cái công việc làm như mình, những cái lời mà sao ta, những cái ý tưởng là kỳ thị. Ví dụ mỗi lần mình nói ô hôm nay mình đi bác sĩ, cái người kia hỏi ủa ông bác sĩ nói gì rồi. Thì tự nhiên mình nói là ô ông bác sĩ nói gì rồi, mình nghĩ là đa số bác sĩ là đàn ông rồi. Rồi mình thực sự bây giờ gần phân nửa bác sĩ là phụ nữ rồi. Mỹ cũng bây giờ cũng phải suy nghĩ về mấy cái từ đó, nó làm cho mình ngã qua cái sự không có công bằng trong cái xã hội. Rồi bây giờ hiện tại là mấy cái sexist language càng ngày nó càng bay đi. Các bạn có biết là người Mỹ không có thích thi hoa hậu nữa không? Người Mỹ thực sự không thích thi hoa hậu nữa, cũng là cái phần đó. Hoa hậu ở Mỹ bây giờ rất là ế. Những cái đài TV đó họ không có thích quay hoa hậu nữa, bị lỗ lắm. Mấy cái công ty mà tổ chức hoa hậu đó, họ bán cho người này người kia không ai thèm mua hết đó, tại vì họ nói hoa hậu kỳ thị phụ nữ, là làm như mình đưa phụ nữ lên rồi những người đàn ông chấm điểm cho phụ nữ, làm như coi họ là không có phải coi họ kiến thức của họ hoặc là ý thức hay gì hết, mà chấm cho họ làm như cái nét đẹp thôi, làm như mình xem cái người phụ nữ rất là nông cạn, mình không có xem họ vì cái sự thông minh hoặc là cái tài năng khác ngoài ra cái nét đẹp thôi. Là như một mình là như con ai đó đẻ ra xong rồi đem lên sân khấu, rồi người này người kia chấm điểm, này chê chân dài chân ngắn này kia kia nọ. Nó không có một cái sự hay gì trong đó, cho nên người Mỹ càng ngày ít ít tham gia vô thi hoa hậu lắm. Nếu mà họ thực sự mà muốn đẹp này kia thì họ vô model, họ làm model thì cái lời kinh doanh. Còn mà
mà hoa hậu mà đại diện quốc gia này kia kia nọ đó, thì không có. Sao kỳ vậy, đáng lẽ để chứ cho sức dễ chọn. những cái vậy đó. Mỹ càng ngày, như các bạn có biết là Mỹ á, càng ngày biết cái gì mà không có nổi tiếng nữa không? Mình Mỹ càng ngày càng ghét không? Để cho các bạn biết trước. Đố các bạn, người Tây phương với người Mỹ càng ngày ghét cái gì nhất không? Từ từ. Để cho các bạn gặp du khách hay gì, không có dẫn du tour. Ok, mấy cái người Mỹ á, họ không có thích biểu diễn con thú, thú vật. Làm như những cái biểu diễn làm như con voi đá banh, hoặc là con gấu đạp xe đạp, hoặc là con khỉ lộn mèo hay gì đó, hoặc là con cá voi, hoặc là con cái xiếc á, xiếc thú vật. Yes. Người Mỹ không có thích xiếc thú nữa. Yes, that's right. Họ nói cái đó là không có bình thường. Đa số những cái con thú đó bị ép buộc, đánh đập. Nó không có natural. Nó bị stress tại vì trời sinh nó ra là để trong rừng cho nó này kia kia nọ, trong cái xã hội của nó riêng, chứ không có đem vô làm cho cái con người cười nó vui cười, tại vì tại ép buộc nó phải làm những cái hành động đó. Cho nên bên này là những cái công ty mà múa mấy con cá voi với con cá heo này kia đó, họ bây giờ họ gần sắp bị phá sản rồi. Hồi đó họ rất là mạnh, cái công ty họ là bạc tỷ, bạc tỷ đô la đó, mà bây giờ họ chuẩn bị rồi. Chắc phá sản. Như chắc xếp thích đi sở thú. Sở thú Mỹ thật sự nó không có hay, xếp đi rồi xếp không có thích, là nó lý do là tại vì nó muốn làm cho giống thiên nhiên đó, cho nên cái đất nó rất là rộng, cái chuồng cọp đó, nó rất là rộng, nó làm như thiên nhiên vậy đó. Cho nên mình đi đó, mình khó thấy con cọp lắm. Ví dụ sở thú hồi xưa, ví dụ đi, họ bỏ con cọp trong cái chuồng nhỏ xíu rồi. Tuy rằng cái con cọp nó bị stress, nó nổi điên, mà mình thấy con cọp. Và sở thú màu đen bên Mỹ á, thì nó làm cái rất là thiên nhiên, nó nằm trong hang rồi nó ngủ trưa trong trong cái ngày vậy đó, nó ít ra ngoài lắm. Cho nên mình đi những cái sở thú mà ở ở bên Mỹ á, cũng nhiều khi cũng chán. Tuy rằng con cọp nó không bị stress, nó thì không thấy nó. So bên Mỹ bây giờ không có thích cái xiếc thú nữa. Sir, ở Mỹ thấy nhiều hàng hóa thương hiệu Việt không? Không. Có đồ làm ở Việt Nam thì có, là như những cái đôi giày hoặc là cái áo quần này kia kia nọ, có nhiều điện tử cũng làm bên Việt Nam nữa, mà không có cái hiệu của Việt Nam. Mà bên Mỹ có một cái hiệu cái ớt tương ớt, cái hiệu tương ớt tỏi, hiệu tên là Sriracha. Sriracha viết chữ này sai rồi à? Sriracha sauce hả? Các bạn có biết cái hiệu đó không? Cái hiệu Sriracha sauce. Cái người đó gốc Việt, Hy gốc Hoa người Việt, và Hy bây giờ là triệu 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 phú luôn á. Bây giờ là người Mỹ thích ăn cái nước tương ớt đó lắm. Và nhà hàng nào cũng có đó. Cái hiệu con gà đó. Nghe cái hình con gà trên cái chai á, nổi tiếng bên Mỹ luôn. Bây giờ là như đa số người Mỹ biết cái hiệu đó. Biết xiết nổi tiếng ở mấy quán. Đúng rồi đó. Nó quán Việt Nam mà quán Mỹ bây giờ cũng có luôn đó. Những cái sushi, tiệm sushi bên Mỹ cũng có, nhà hàng nào như bên Mỹ cũng có cái sauce đó. Rồi có thương hiệu cà phê Trung Nguyên không? Yes, cà phê Trung Nguyên bán bên Mỹ. Mà bán trong mấy những cái chợ Á Châu thôi. Chai này khó ăn lắm mà nó ngon mà. Hắn nói tiếng Anh rồi, bây giờ xíu cái xàm tí xíu này. Xíu ơi, xíu cái chuyện phần listening skill 1 là chuyện đó có thật không? Yes, có thật. Yes. Chuyện đó có thật đàng hoàng. Yes. Xíu đến Mỹ năm bao nhiêu? 7 tuổi. Sao lại sang Mỹ sống? Ba xíu qua trước xong rồi bảo lãnh má với xíu qua.
Sếp ơi, sếp có muốn về Việt Nam sống định cư không? Nếu mà ví dụ có một cái công việc gì mà sếp thấy làm như trong trái tim của sếp phải phải thu hút sếp về Việt Nam thì yes, có. Yes. Yeah. What else? Sếp đừng về. Lấy vợ, yes, there you go. Người mua một cái thị trấn bên Mỹ không? Cái thị trấn đó ở cái tiểu bang Wyoming phải không? Cái thị trấn đó Hi mua như có 300.000 đô hay gì đó. Bây giờ Hi mở cái quán cà phê ngay cái đó. And Hi bán là cà phê trong cái tiệm đó. Mà nghe nó cũng ít người lắm thật sự. Sẽ muốn lấy vợ người Việt Nam hay Mỹ? Người nào cũng được đó. Bây giờ ế vợ rồi. Phi châu, Mỹ, Mỹ Tây cơ bất cứ. À, sĩ ơi, ở Mỹ người ta không thích nói về bệnh tật của bản thân phải không? Cái này cũng hơi đúng một tí xíu. Cái người, sĩ không biết làm sao, cái tế nhị của người Mỹ đó, mình không có bàn bệnh hoạn ốm đau của người khác. Khi mà ngoài ra người khác muốn chia sẻ mình thôi. Ví dụ cái bạn A nói bạn B, mình bị tăng tăng sông máu này kia kia nọ hay gì đó, đang uống thuốc tim này kia, bạn B á không có nên kể cho bạn C biết. Rồi khi mà bạn C biết, bạn C cũng không có nên hỏi bạn A, bạn A đó bị cái gì nữa. Tế nhị vậy thôi, không Mỹ cái bằng tế nhị thôi. Cái đó nó kêu bằng cái medical medical record. Medical record nó cái người Mỹ sẽ không biết bên Việt Nam và là nước nước khác như sao, sẽ không biết nước khác là như sao. Bên Mỹ đó, nó bảo vệ rất là kỹ. Medical record là rất là quan trọng. Là cái lịch sử y tế của mình đó, cái lịch sử mà bệnh của mình đó. Tại sao? Tại vì rủi cái nếu người ta biết á, họ tìm những cái cớ yếu của mình để họ đem ra họ làm cái chuyện gì đó không biết. Ví dụ siết lịch sử bệnh, ví dụ siết ra tranh cử làm tổng thống đi, nhà bệnh viện của siết mi lòn cái lịch sử bệnh của siết đưa ra cái bên kia nó hồi đó siết uống cái thuốc thần kinh nè, thấy không, bây giờ muốn làm tổng thống mà hồi đó là uống thuốc thần kinh này kia vậy đó. Và là dùng thuốc giả. Hoặc là oh my god, Hy bệnh hồi đó Hy đi chơi nhiều quá, có nhiều cô gái, Hy phải uống thuốc trụ sinh này, see that. Nó làm cho một cái cơ hội để người khác lấy cái đó để dùng để tạo ra những cái xấu cho mình. Cái medical record đó người Mỹ bảo vệ dữ tợn lắm. Ngoài ra tòa án vụ trận giết người truy ra gì đó tòa án mới mới đọc thôi chứ không có ai hết á, không có ai được đọc cái medical record của mình hết. Sir ơi, cà phê Findelli ở Hồ Chí Minh cũng không thịnh hành, ít người mua. Really? Findelli là cái thị trấn đó phải không, bán hiệu đó phải không, xin không xin quên rồi. Xin quên cái cà phê đó này, tên gì nữa, chắc Findelli right? Dân da đỏ giờ còn nhiều không? Họ còn thuần chủng nhiều hay lại với dân khác hết rồi? Dân da đỏ sau khi mà Mỹ độc lập quốc gia thì Mỹ dành những cái đất mà cái bằng đất tốt, còn còn đuổi dân da đỏ lên miền núi, ra sa mạc, ra những cái nơi mà không họ không có gốc của họ để sống. Thì trong cái cộng đồng dân đó cũng ghét nhà nước Mỹ lắm. Thực sự họ cũng có những cái thù oán mà còn lâu họ còn. Mà gần đây làm như mấy chục năm nay thì nhà nước Mỹ cũng biết cái tội của họ, cho nên mấy chục năm nay nhà nước Mỹ giúp cái cộng đồng dân da đỏ rất là nhiều. Họ có những cái học bổng riêng cho dân da đỏ, những cái thuế được giảm thuế, những cái loại trong cái xã hội nhà nước Mỹ cho họ. Họ còn họ họ còn có một phần nào đó dân da đỏ họ cưới những cái dân tộc khác hoặc là cưới dân tộc Mỹ, mà người Mỹ không phải da đỏ nữa thì họ loãng đi. Còn trong cái nơi mà của họ đó, cái nơi của họ gọi là reservation. Những cái đất reservation là cái đất riêng cho họ.
Trong đó họ có thể không có theo luật của Mỹ nữa. Những cái reservation họ độc lập hơn. Những cái luật của Mỹ không có áp dụng cho họ. Trong reservation. Bên Mỹ có những người ăn trộm trong các cái store. Dấu giá nhiều lắm, Kevin ơi. A lot. A lot. Tùy theo khu vực. Những cái khu sang trọng thì ít, là những cái khu mà cái mà không sang trọng á, nhiều mà về phức tạp á, những cái khu vực phức tạp á, nhiều lắm. Mà cảnh sát bắt hoài hả? Bắt hoài luôn nè. Các bạn phải biết nước Mỹ tội gì cũng có đó, tội gì cũng có đó. Nước Mỹ lớn nè, từ mà giàu đến nghèo luôn. Okay. Rồi, liệu tới 25, 6 tuổi, nói chung là 25 với 30 tuổi mà mới đi du học qua Mỹ thì có phải là quá muộn không? Not really. Bên Mỹ nói chung là tuổi nào học cũng được đó. Nếu có tiền, có thời gian. Hai cái đó. No problem. Trường đại học không có kỳ thị cái tuổi tác các bạn. Miễn sao mà có tiền, có thời gian thôi. Hai cái đó. Đa số người Mỹ không có đi học tuổi lớn là họ phải cần tiền, có con cái, gia đình phải lo cho nên họ không có đi học. Ok. Trời bên đó sáng tối có như Việt Nam không? What? What? Không, sáng hoài luôn à. Mặt trời lúc nào cũng ở trên bầu trời đó. No, cũng có. Tình. Những cái nước mà trên Bắc Cực rồi. No, ở Mỹ mùa đông thì mặt trời cái nói chung là mùa đông á là cái ngày á ít hơn cái đêm. Mùa hè thì cái ngày nhiều hơn đêm vậy thôi. Right. So mùa đông á là ví dụ đi có 8 tiếng đồng hồ có ánh sáng. Còn những cái giờ lại thì không có ánh sáng. Mùa hè thì có 8 tiếng đồng hồ tới thui, còn những cái giờ kia là sáng trưng vậy đó. Tại nước Mỹ nó nằm phía Bắc mà nó không Bắc lắm. Giờ bên Mỹ bao nhiêu độ? Bây giờ hình như bên Siết là 10 độ C. Tiêu chuẩn chọn vợ của Siết như sao? À, nhìn hot. Hot đẹp như supermodel vậy đó. Ok. No, okay. No, Ashley nhìn là như giống Ngọc Trinh vậy thôi. Miễn sao giống Ngọc Trinh là ok hả? No, nói chơi chứ I don't know. I mean nhìn thấy được tính tình nice. Nice được. Vui tính. Alright, yêu siết nhưng không no, đừng có nghĩ không vối tới no. Tuy rằng siết rất là bảnh trai mà ai ai siết cũng tán tỉnh hết á. Không có. Ngọc Trinh tới 40. Really? No, Ngọc Trinh còn trẻ mà. What? No, Ngọc Trinh hình như có 20 mấy hả? Nhỏ hơn, Annie nhỏ hơn xích 20 tuổi, it's okay. Xích phải hỏi câu câu Annie lại, is it okay for you, Annie? Is it okay for you? Rồi. Ngọc Trinh sinh, 91 mà phải không? Cái 30 tuổi, nó 40 vậy, 30 tuổi. Sẽ tán tình khi khi 40 tuổi mới sẽ được. Không sao, Ngọc Trinh 50 tuổi sẽ cũng ok nữa. Alright. Ok. Of course it's okay for you. Nó sinh 5 tuổi. Nhìn điện thoại sẽ biết cái nào chính hãng hay hay hàng giả không? Định mua điện thoại mà sợ hàng giả. iPhone thì sẽ biết mà mấy cái điện thoại khác sẽ không biết. Xích hồi đó gì chưa có điện thoại Android cho nên sẽ không biết. Hồi đó sẽ bắt vô iPhone vậy thôi à. Xích ơi, ngành graphic design có thịnh hành không? Well, tùy theo graphic design á. Làm như ok ví dụ Henny học kế toán đi có theo một cái con đường kế toán ai ra cũng giống giống nhau có thể người này tính toán giỏi hơn người kia tí xíu này kia ok but cái graphic design nó ngã trong cái ngành họa sĩ cái đó là tự khả năng của mình
kêu bằng cái tự mà cái luật xã hội xem mình có tài năng không. Nếu mà Henny á, hoặc là gia đình hoặc là bạn bè đó, ai cũng kêu bằng sao ta, ai 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 cũng công nhận là Henny có qua tay hoặc là có sáng tạo rất là hay thì nên graphic design. Còn nếu mình nghĩ mình không có sáng tạo hay này kia, mình không có mà ao ước để sáng tạo đó, thì cái đó phần art, cái đó không có nên. So graphic design nó làm như họa sĩ rồi đó. Nếu mình nghĩ mình có sáng tạo, mình làm như trong cái lòng mình phải muốn đưa ra một cái gì đó cho người ta coi ha, mình muốn express một cái feeling gì đó bằng hình, thì graphic design. Không có ai chấm điểm cho mình, nó ngoài ra kinh tế thôi, xã hội thôi. Có tin đồn xích xích trai kìa, it's fine, trai gái gì cũng được đó. Bây giờ ấy vợ, bây giờ mà mốt vài năm nữa bắt qua trai luôn, I don't care. Bây giờ các bạn mở mở rộng về mà gì đồng tính rồi đấy, that's fine, I don't care. All right, thank you everyone, and I'll see you on Monday, okay?